Dạ xin chào cả nhà. Thái Nguyên thì có rất là nhiều chè mà các bác nông dân thì trồng rất là nhiều giống chè luôn cả nhà ơi. Vậy cả nhà có biết tại sao các bác nông dân ở đây lại trồng nhiều giống chè như vậy không ạ? Bởi một chén chè ngon Thái Nguyên thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn là chén chè đó phải thơm có nhiều, hậu ngọt đậm đà và màu nước xanh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi một giống chè khác nhau như vậy á thì lại có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là chè ta Thanh Miêu Cổ nha cả nhà. Chè ta Thanh Miêu Cổ thì cái hương thơm cốm nó sẽ rất là ít, vị hậu ngọt nó rất là đậm đà, vị chát nhiều và màu nước nó không xanh đẹp như cả nhà. Hoặc là chè Long Vân hay là chè Bắc Tiên, nó là điển hình của dòng chè thơm và hương thơm nhiều nhưng mà cái màu nước nó lại không xanh đẹp. Hoặc là dòng chè 307 hay là dòng chè Kim Tiên thì màu nước xanh đẹp, hương thơm nhiều nhưng vị rất là nhạt không cả nhà ơi. Do đó mà để tạo ra một chén chè ngon Thái Nguyên thì còn rất là khó đúng không cả nhà. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm và kỹ năng của mình thì các bác nghệ nhân luôn muốn tạo ra một cái chén chè mà đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của khách hàng. Và bên em cũng vậy, bên em cũng mong muốn là với khách hàng khi mà uống trà bên em á thì cũng tìm được cái khẩu vị ngon phù hợp nhất đối với mình. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với cả nhà hai cái dòng trà khác nhau bên em, đó là dòng trà được làm từ giống trà ta Thanh Miêu Cổ và dòng trà được làm từ các giống trà mới, để cả nhà cùng tham khảo với cả nhà. Nếu cái loại trà nào ngon phù hợp với cả nhà thì cả nhà inbox ngay cho em nha, em sẽ tư vấn cái loại mà ngon nhất đối với mình ạ. Em sẽ pha thử trà đinh bên em như cả nhà. Trà đinh giống cổ màu nước ta sẽ là màu vàng sáng như thế này như cả nhà. Rồi về trà đinh giống mới thì nước sẽ là màu xanh ánh vàng như cả nhà, rất là đẹp luôn ạ. Đây là giống trà quyết định nên cả nhà hoàn toàn yên tâm, không có pha phẩm màu gì hết như cả nhà. Cách pha của hai loại này cũng có sự khác biệt chút xíu với cả nhà. Đối với trà giống mới thì cả nhà cứ pha như thông thường, là cả nhà hãm trà tầm khoảng từ dưới 1 phút là trà đã ngon rồi. Còn đối với trà giống cổ này thì cả nhà hãm trà từ 2 đến 3 phút như cả nhà để cho trà đủ độ chín, thì khi đó thì cả nhà sẽ cảm nhận rõ được cái vị hậu ngọt đậm đà như cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ uống thử loại trà giống mới như cả nhà. Trà giống mới thì khi mà chúng ta ngửi vào á là nó rất là thơm luôn, tại vì nó là sự kết hợp của nhiều giống trà thơm cũng như là cái giống chè có màu nước xanh đó cả nhà, nên cái vị nó sẽ là thơm cốm và cái vị chát nó sẽ dịu như cả nhà. Và chúng ta uống, khi mà chúng ta uống xong á thì một lát chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị hậu ngọt đậm, tại vì trà đinh nên cái vị hậu ngọt nó rất là đậm luôn cả nhà. Tiếp theo em sẽ thử chén trà đinh giống cổ cho cả nhà. Về hương thơm thì khi mà ngửi thì chúng ta sẽ không có cảm nhận nhiều được như cả nhà, và khi uống thì mới cảm nhận được cái hương ẩm của trà giống cổ như cả nhà. Còn về cái vị chát ở cả nhà thì đối với trà đinh thì vị chát nó dịu hơn, nên so với trà giống mới thì vị chát nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Còn nếu như mà cả nhà dùng thử trà tôm đặc biệt hoặc là trà nõn thì cả nhà sẽ cảm nhận rõ cái vị chát đậm của cái trà giống cổ này hơn so với trà mới như cả nhà. Còn về vị hậu ngọt á thì vị hậu ngọt nó sẽ đến nhanh, và cái vị hậu ngọt nó đến nhanh và nó lưu lại rất là lâu và nó rất là đậm, nó khác biệt hơn so với trà giống mới như cả nhà, nó có vị hậu ngọt nhỉnh hơn như cả nhà. Do đó nếu như mà cả nhà thích thưởng thức một chén chè nhẹ nhàng thôi với vị chát dịu nhẹ và hương thơm dịu nhẹ và màu nước xanh đẹp á thì mời cả nhà dùng thử trà giống mới bên em như cả nhà. Còn nếu như mà cả nhà thích chén trà đậm đà với vị chát đậm và vị hậu ngọt đậm thì chén chè cổ sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem video.